Chàng trai hì hục cắt gọt lớp xe thành dép đi, mới đầu ai cũng chửi rảnh hơi, về sau cả 60 triệu người phải học theo vì thành quả này. Hãy cùng xem đoạn clip thú vị về kỹ thuật làm dép lớp dưới đây. Trên thế giới, hàng năm có tới 1,5 tỷ chiếc lớp xe bị bỏ đi. Chúng sẽ là khối rác thải khổng lồ và vô cùng độc hại nếu như không có sự tham gia của các nhà bảo vệ môi trường hay các doanh nghiệp tái chế. Mới đây trên Facebook vừa xuất hiện một đoạn clip ghi lại quá trình tạo ra một đôi dép từ vỏ bánh xe thu hút hơn 60 triệu lượt xem. Lần đầu tiên là lấy đoạn vỏ bánh xe ướp vào chân khách hàng để xác định độ dài và cắt thành hai đoạn bằng nhau để làm thành một đôi dép. Sau đó gọt theo hai viên cứng, đồng thời tách bớt phần gai ở lớp xe. Tiếp đến cắt dây quai và đính chặt vào phần đầu của đôi dép. Những chiếc lớp xe cũ sẽ được khéo léo cắt gọt thành những đôi dép cao su rất thời trang chỉ bằng vài công đoạn đơn giản. Nghe qua, có thể thấy quy trình làm một đôi dép lớp cao su có vẻ khá đơn giản, nhưng chỉ khi bạn nhìn tận mắt, cái cách mà người làm trau chuốt từng chi tiết của đôi dép mới hiểu được cái công, cái khó và cái tỉ mỉ gửi gắm trong từng đôi dép lớp cao su do mình tạo ra. Chiếc dép được ôm thử vừa vặn vào chân rồi mài phần đầu đính bên trong sát vào dép để không làm tổn thương da bàn chân. Tuy kiểu dáng không phải high fashion để sánh ngang dép rookie đắt đỏ nhưng lại là hàng độc. Khi chỉ có một chiếc duy nhất với kích cỡ được làm vừa vặn một cách hoàn hảo với chân người mang. Sùng rợn, nhìn đàn lợn người nhung nhúc tranh nhau bú mẹ và sự thật đằng sau khiến ai nấy đều giật mình. Hình ảnh một đàn lợn, người đáng sợ khiến không ít người hoang mang cho đến khi biết được bí mật đằng sau. Câu chuyện được một người đàn ông họ Thập tại Trung Quốc kể lại, nhiều người hoảng hốt. Ông cho biết mình đã gặp một con lợn cái có khuôn mặt lợn, nhưng chân tay như người, cùng đàn con đang nằm bú khiến ông sợ quá đến mức đi ngủ. Chỉ tới khi có con lợn người liếm vào mặt thì ông mới choàng tỉnh dậy. Được biết, vào khoảng năm 2013, khắp cộng đồng mạng Trung Quốc đều thi nhau lan truyền câu chuyện về người lợn. Với những chi tiết mô tả rất sống động kèm theo hình ảnh khiến ai cũng tin, sái cổ. Thậm chí, người đàn ông họ Thập trong câu chuyện còn cho biết một người em họ Vương đã tới tận nơi mang ổ lợn người về làng. Ngay sau khi câu chuyện này được lan truyền rộng rãi, giới truyền thông Trung Quốc đã vào cuộc và xác nhận rằng đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thực tế không hề có ổ lợn người nào cả. Những hình ảnh đăng tải là từ mô hình tại triển lãm có tên Gia đình trẻ từng được các nhà điêu khắc trưng bày